Em thì không ngờ là có một ngày anh lại trở về bằng xương bằng thịt như vậy. Cứ ngỡ là mình đang sống trong một giấc mơ vậy đó. Kim tiền, tới đây nội biểu con. Dạ. Nội, ngồi xuống đây. Nè, con gái á, đi thôi, không có được chạy nhảy nha ông con. Con nhảy như vậy á, con té, rồi á, trầy chân trầy cẳng, nó để lại thẹo. Con gái mà có thẹo là xấu lắm, con hiểu chưa? Tại nội không biết chứ. Ở nhà con bị đầm miếng chai hoài à. Còn bị chảy máu nữa. Trong nhà mần chi có miếng chai để cho con đạp hoài? Dạ, tại má con đạp đồ hoài à. Hả? Gây lộn với cha con cũng đạp. Cha con học ở nhà cũng đạp. Cô Út quét thì quét chứ. Đôi khi cũng bị sót. Con cũng bị đạp hoài. Có lần cha phải lấy kim lệ miễn cho con nữa. Trời đất thánh thần ơi, bụng má mày bị khùng hay sao vậy? Làm vợ làm má cái kiểu chi gì không biết nữa. Mà nội ơi, con ở đây với nội luôn được không? Con không dê anh chở anh đâu. Con về đi ở với nội đi. Ai mà lén phén có ý kiến với cò chi là không yên với nội đâu đó. Vậy nội cho cha con về ở chung nha. Hồi nào giờ cha con ở đây chứ nó ở đâu? Nhưng mà quần áo của con ở chợ nhiều lắm. Nội kêu người đem về cho con ấy. Bỏ hết. Nội mua cho con cái khác. Không có tới lui gì trên đó nữa hết á. Vậy là nội mua đồ mới cho con hả? Quang Dũng, mày hay tin chi chưa? Tin chi? Tin lớn hay tin nhỏ? Chuyện này bự à. Bà hội Đồng Bùi thoát khỏi cái cảnh màn trời chiếu đất rồi. Hết ở đình ở miễu rồi. Vậy bây giờ bà ở đâu? Bà khôi phục lại cái chức hội đồng rồi. Ghê chưa? Mày nói khơi khơi quá. Bây giờ bà có ở đình ở miễu thì người ta vẫn gọi bà là bà hội đồng, chỉ là danh xưng thôi. Không phải, bà giàu lại rồi. Bà mua lại cái nhà hồi xưa ông Kim Phát chiếm đoạt của bà đó. Gia đình ngày xưa tụ tề lại hết trơn rồi kìa. Mày nắm thông tin này ở đâu? Chính xác không? Hôm trước tao về dưới ghé thăm nhà mấy bạn giang hồ, chính mắt tao nhìn thấy. Tao có dựng chuyện đâu. Mà sao cái chuyện này con Kim Ngân nó không biết ta? Tao nghĩ là nó bị đá ra rìa rồi. Mà tao khuyên mày, đừng có dây dưa với nó nữa. Đừng có khích tướng để cho nó với thằng Hai Hoàng ly hôn. Việc của mày là cưa cái con Bùi Hiếu Lâu kia kìa. Đó là chuyện của tao, không cần mày phải giả đời. Mày đi bằng việc mày đi. Anh, em ngồi đi. Có chuyện chi mà anh kêu em vội vã dữ vậy? Em có hay cái tin chi bên gia đình của em chưa? Tin chi?
Tin chi mà có bộ anh căng thẳng dữ ra. Anh không hiểu sao bà hội đồng bà chuột lại được cái nhà tư đường của bà rồi. Trời đất, anh nghe tin này ở đâu? Có chính xác không? Mẹ em nghi chắc anh nghe lộn á. Bà hội đồng bà mận chi mà có tiền? Nhà bà còn không có ở, bà ở ké trong đình kìa. Cơm thì bữa có bữa không, tiền đâu ra mà bà mua lại cái nhà? Em hay dữ đó. Không biết thì dựa cột mà nghe. Tin này chính mắt thằng Hân Hen nhìn thấy. Bà hội đồng cùng với một nhóm gia đình dọn nhà chị dưới. Bà có út lâu, mấy nay cũng tới lui ở dưới, còn mở tiệc linh đình gì đó đã. Em là dâu con trong nhà sẽ không biết chuyện chi hết. Có thiệt là Hân Heo nó nhìn thấy không? Chính xác. Ủa, mà nếu có như vậy thì sao thằng Hiếu Hoàng nó không nói chi với em hết? Câu này anh định hỏi em nè. Anh nghi là thằng Hiếu Hoàng nó biết mà nó không nói cho em nghe. Thằng này càng lúc càng nguy hiểm dữ đa. Thằng khốn nạn, mới hôm qua hôm kia nó xô em té cái nhào kìa. Hai đứa cãi qua cãi lại cái chuyện mình nợ nần giữa cha em với má nó. Em thấy coi mồi là nó đói tiền dữ lắm. Kỳ vậy. À, hay là má nó hất nó ra khỏi nhà rồi. Bị gì nó mất uy tín với má nó quá mà. Chuyện mất uy tín với gia đình nó là chuyện của nó. Quan trọng là chuyện của mình nè. Nó là mối nguy hại lớn nhất đối với mình bây giờ. Nên cái chuyện mà anh nhờ em mần nó ra, em phải rất cẩn thận, ra tay càng sớm càng tốt. Nó còn sống ngày nào là mình không yên ngày đó đâu. Lâu lắm rồi anh mới được ăn một tô cháo ngon như vậy. Mấy bữa nay anh ăn uống không vừa miệng hả? Đâu có đâu. Chẳng qua là anh vừa ở đây ăn, rồi anh vừa ngắm em nữa, nên là anh thấy ngon miệng hơn thôi. Bữa nay cũng biết nịnh rồi ha. Anh nịnh vợ anh, chứ anh có nịnh vợ của ai đâu. Con chào chú ba, con chào cô Thám. Chào con. Cô Thám ơi, cột tóc cho con đi cô Thám. Cứ ngồi xuống đây. Anh qua nhà anh Hoài Nam một chút, để nhờ ảnh vài bữa nữa đưa Út Lâu lên tỉnh. Với lại anh cũng muốn bàn với anh ấy một số chuyện. Anh đi nha. Chú ba đi nha con. Dạ. Cô Thám thắp bím cho con nha. Ừ. Lần sau con không được gọi là cô Thắm nha, phải gọi là Thím. Gọi sai bà nội la đó. Vậy gọi Thím mới đúng hả? Ừ. À, sắp tới cô Út lên tỉnh, con có theo cô Út không? Hay con ở đây với bà nội? Dạ con ở đây với bà nội luôn. Bà nội biểu vậy á. Nếu vậy á thì buổi tối con qua ngủ với Thím nghe. Bà nội lớn tuổi rồi, để nội ngủ một mình đặng nằm cho thẳng lưng. Vậy lại con ngủ với Thím với chú ba đúng không? À, không phải, chú ba ngủ riêng. Nhưng cha với má con ngủ riêng vì hai người giận nhau. Thím với chú ba đâu có giận nhau đâu mà phải ngủ riêng. À, nói như vậy cho dễ hiểu nghe. Khi nào
chú ba với thím đám cưới xong thì mới được ngủ chung. Dạ con hiểu rồi. Lúc này bạn tôi rảnh rang ngồi đọc sách, uống trà đồ nữa đó. Tiền của mày tao đã trả đầy đủ rồi. Từ đây về sau á, mày đừng có tới đây nữa. Còn nếu mày với con Kim Ngân muốn hẹn hò với nhau á, thì đi chỗ khác. Vậy đó. Mày có nhớ lộn không? Nhà này bây giờ là của tao. Vợ chồng mày chưa có dàn xếp được, tao trải lòng, tao cho ở nhờ. Mày muốn ở đây không? Hay là mày muốn đi liền? Tao nhầm. Tao xin lỗi. Lỗi phải cái chi? Dù sao mình cũng là bạn bè chí cốt với nhau mà. Bây giờ mày muốn nói cái chi á thì cứ nói đại ra đi, đừng có vòng vo tam quốc nữa. Tao muốn xin lỗi mày. Mày bán cái nhà, cái bản mặt của mày buồn là đúng rồi đó Đa. Còn tao thì vui lắm. Tao cực khổ bao nhiêu lâu nay, có được cơ ngơi của mày, tao muốn mừng bữa tiệc nho nhỏ để ăn mừng, để tự tung hô lên. Nhưng tao không muốn thiếu mặt mày. Tao đích thân qua đây mời mày, mong là mày đừng từ chối đâu. Nè, đàn ông với nhau á thì phải đối xử với nhau quân tử đi. Còn cái chuyện mà khúc mắc giữa Kim Ngân với tao thì thật sự trước khi Kim Ngân cưới mày thì Kim Ngân với tao á... Thôi thôi, mày đừng có nói cái chuyện này nữa. Mày nói nhiều lắm rồi, thậm chí tao muốn thuộc lòng. Nhưng tao bị quan. Mày là bạn thân của tao, sao mày không hiểu tao? Tao giải thích mày không chịu nghe. Thôi tao nhắc một lần cuối thôi. Tao không còn cảm giác chi với Kim Ngân, tại cổ yêu đơn phương. Nếu bây giờ mày qua đây mời tao dự tiệc á thì tao đồng ý. Còn những chuyện khác á thì tao không muốn nghe. Đồng ý rồi đó bà. Hứa giữ lời nha. Hôm đó không sai là không được. Ủa anh Nam. Để anh. Anh Ba Hạt nhờ anh đưa em lên tỉnh. Sao mất công anh chi vậy? Em tự đi một mình là được rồi. Chuyện là như vậy. Anh Ba Hạt không muốn em trở về căn nhà của cậu Hai Hoàng nữa. Bởi vì cậu Hai đã bán căn nhà đó cho Quang Dũng rồi. Tiền nong cũng sòng phẳng. Mà anh thấy bé Kim Tuyền ở đây đã có cô Thắm chăm sóc, cho nên cũng tiện cho em hơn. Thiệt là ngại quá. Chuyện lớn nhỏ trong nhà em đều phải nhờ cậy tới anh. Em đừng có khách sáo như vậy. Nếu như anh Ba Hạt không nhờ thì anh cũng tự nguyện tìm cho em chỗ ở mới, ở đỡ vài tháng cho xong khóa học. Đâu có ai nhờ đâu mà anh cũng tự mừng mà. Sao anh tốt với em quá vậy? Anh cũng không biết nữa.
Tự nhiên anh thấy bổn phận phải lo lắng cho em, nhất là từ khi thấy em bị Kim Ngân đánh rồi bị Quan Dũng phiền nhiễu. Anh tự nhủ lòng, anh không thể bỏ mặc em được. Em thiệt là đội ơn anh luôn lắm. Nếu thời gian qua không có anh tới lui, chắc má em với chị Thắm còn vất vả nhiều hơn. Có chi đâu nè. À, nhiều khi đó là duyên phận giữa hai nhà chúng ta. Vậy thì em phải trân trọng cái duyên phận này. Anh đội ơn em. Mình đi ha. Dạ. Cha. Cha con gì? Bây là con tao, bây ngồi bây thảnh thơi, bây uống trà. Còn cái cha của bây nè, già vậy nè, phải đi măng cho hai thằng ôm dịch kia. Còn cái chuyện đó mà cha cứ đồ đi đồ lợi hoài. Con sắp báo với cha một cái tin long trời lỡ đất. Cha mà nghe xong cái tin này, cha còn tỉnh thì mới lạ. Tin chi? Bà hội đồng Bùi, bà đã mua lại cái nhà từ đường rồi. Bây giờ đầy tớ tề tụ về đông đủ. Bà đã trở về cái vị trí gốc của bà rồi. Cha thấy có lạ không? Lạ đó. Nhưng mà cái chuyện này á, là sự thiệt hay là bay đặt điều để chọc ghẹo cha? Con nói thiệt đó. Mà phải công nhận, cái bà này bà ghê gớm thiệt. Suốt cả hơn 10 năm trời, bà giả khổ để bà tố cha con mình. Thiệt ra là tiền vàng của bà còn rất là nhiều luôn. Bây giờ bà đào lên lại để mà bà xài. Nghe bây nói, tao bỗng rủng tay chân, tao thở không được luôn đó con. Cha thấy tiếc không? Tiếc. Nhưng mà bây nói xong á, tao suy nghĩ hoài. Nếu bà còn tiền vàng như vậy thì mắc mớ chi thằng Hai Hoàng? Nó kiếm chuyện với tao, nó gặp tao, nó chửi, nó kêu tao là trả tiền vàng cho má nó. Cái tụi này nè, nó rất là rõ ràng. Hễ ai mà thiếu nợ nó thì nó đòi thôi. Nó không có quan tâm gì tới cha con mình đâu. Nợ? Nợ chứ gì đâu. Bay với nó bây giờ cũng tan đàn rã nghé rồi. Nhà mình với nhà bên đó bây giờ cũng là người dưng nước lã rồi con. Gặp vui thì mình cười, còn không vui mình đi luôn. Còn cái tiền bạc đó hả, đừng hòng mà đòi cha. Cha mới trả đâu, vì lúc cho cha mượn đâu có viết giấy tờ gì đâu con. Cha nói cái chi nghe cũng hay hết. Con nè, con mới là không biết phải tính như thế nào nè. Mà bê tính chuyện chi? Nói chuyện với cha cũng như không à. Không nói thôi, tao không nghe. Nhưng tao nói mày phải nghe nè. Mày phải mằng sao lột tiền thằng Quang Dũng mua cho tao cái nhà. Mà tao cũng muốn giống như bà hội đồng vậy đó, có người hầu hạ tao. Chứ tao già rồi, tao đã hầu hạ hàng đó, tao chết nhưng mà vừa lòng. Nhà mình tính như vậy là đúng rồi đó. Nhà đó bây giờ là của thằng Quang Dũng. Cô Út Lâu cũng không thể ở lại đó được. Tánh khí của thằng đó rất là lưu manh. Lỡ như anh Hai không có ở nhà, nó giở trò sàm sỡ với mày là bự chuyện ra đó. Cậu hãy yên tâm, cô Út đã có chỗ ở mới rồi. Anh Hoài Nam tốt dữ ha. Cảm ơn anh.
Lúc này tôi lu bu quá, chuyện của tôi còn lo chưa xong, đâu có thời gian mà lo cho nó. Rồi bây giờ anh hai tính mận sao? Nhà cửa thì bán hết. Tiền cái nhà đó là để trừ nợ. Thằng Quang Dũng nó thối lại bao nhiêu, tao sẽ gửi sổ qua cho mày hết. Anh hai nhờ mày giữ số tiền này cho con Kim Tuyền tới lúc nó lớn. Dạ, em sẽ giữ giùm Kim Tuyền, đến khi nó 17 tuổi em sẽ trả lại cho nó. Má mà nghe anh tính được vậy á, má mừng hết lớn. Ông Kim Phát, ông Kim Phát, thằng mắc dạy, cái gì mà kêu tên tao giữa đường Kim Phát vậy? Mày kêu tiếng cha vợ rồi trời đánh mày chết hay gì vậy? Tôi với ông bây giờ là người dân rồi, tôi và con gái của ông không còn là vợ chồng nữa. Mày nói hay quá, mày giỏi á, mày ra tòa, mày xé ông thú với vợ mày đi. Cái đó sẽ là thủ tục thôi, cái chính mới là tình nghĩa. Nhân đây tôi cũng báo cho ông biết, cuộc hôn nhân giữa tôi và con gái của ông đã chấm dứt. Ông liệu mà về dưới gặp má tôi để nói cho rõ ràng cái chuyện tiền bạc ông nợ má tôi đi. Cái nào ra cái đó, ông không có lèm bèm được đâu. Ông mà không tính rõ với má tôi không xong đâu. Ông liệu hồn đó. Thằng mắc dạy, thằng ôn dịch, thằng trời đánh. Anh hai, mới giờ này mà anh hai đã uống rượu rồi. Mày qua đây bằng chi? Hồi nãy tại có anh Hoài Nam ở đó nên có nhiều chuyện em chưa tiện nói cho anh hai biết. Có cái chuyện chi? Nhà mình dọn về chỗ cũ rồi đó anh hai. Là tiền của anh ba, má biểu em là nói anh hai về dưới gặp má. Mày nói cái chi? Là cái nhà từ đường của mình đó hả? Nhà của mình chứ nhà của ai? Cái nhà mà bị cha con ông Kim Phát lấy để bán cho người khác, bây giờ anh ba mua lại được rồi. Tao nghe mày nói mà tao vừa mừng vừa nhục. Tao là con trai trưởng trong nhà mà lại là thằng phá gia chi tử, mọi trách nhiệm lại đổ lên đầu thằng Ba Hạt như vậy. Anh hai biết áy náy là em cũng mừng. Anh hai về dưới gặp má đi, sẵn nói cho má biết cái chuyện của anh với bà Kim Ngân luôn. Lúc má còn ở đình tao còn không dám về gặp má, bây giờ thì lại càng không, nhục lắm. Anh hai, nhục cái chi mà nhục, anh là con ruột của má chứ có phải người dưng nước lã đâu mà nói mấy cái lời đó. Mày không có mận chi sai nên mày không hiểu được cảm giác của tao lúc này, nhục lắm. Với lại tao đã nhân lời tham gia bữa tiệc mừng tân gia của thằng Quang Dũng. Nó không có làm ở đây mà làm ở nhà nó. Tao mà không tới thì thằng Quang Dũng nó sẽ nghĩ tao không dám đối mặt với con Kim Ngân, vì tao bán cái nhà này mà không chia phần tiền cho con Kim Ngân. Với lại thằng Hân Heo và thằng Quang Dũng nó hay nói xấu sau lưng người khác lắm, nên tao không muốn tụi nó suy nghĩ, và tao cũng không muốn vắng mặt trong buổi tiệc đó. Tưởng chi, mấy cái loại người đó anh hai để tâm chi cho mệt vậy? Nhà đã bán rồi thì cũng coi như là mọi chuyện xong xuôi hết thảy, anh hai còn dây dưa chi? Tao còn phải gặp tụi nó dài dài, bởi con Kim Ngân và ông Kim Phát phải có trách nhiệm với số tiền vàng đã lừa gạt má. Tội con Kim Ngân còn nằm ở cái lò luôn, nó bán cái lò luôn để đưa sạch tiền cho thằng Quang Dũng. Ai sống sao thì hưởng vậy, đời có luật nhân quả mà, anh lo chi? Má có nhờ thằng Ba Hạt á đi tìm gặp ông Kim Phát để nói chuyện nợ nần, nhưng nó vô can trong chuyện này, tao không muốn nó dính líu tới. Chuyện tao làm tao lãnh, chính vì vậy tao không thể nào thiếu mặt ở trong buổi tiệc đó được. Anh hai đã nói vậy rồi thì
em không nói thêm nữa. À, con Kim Tuyền ở dưới với má luôn. Sang năm sau anh Hoài Nam sẽ kiếm trường cho nó nhập học. Chắc là trường cũng gần nhà thôi, anh không phải lo cho nó nữa. Mà em thấy cái nhà này đã bán rồi thì anh hai nên dọn đi đi, đừng có ở lại. Nếu mua lại được cái hiệu đồ cổ Hòa Hạc lâu á thì anh hai dọn vô đó ở. Mày nói nghe cũng phải. Má. Ừ, con Thắm nè. Dạ. Vài bữa nữa có vợ Tư Gà đó, nó thay thế cái diện bếm núc cho con. Nhỏ nó cũng gọn gàng sạch sẽ lắm á. Nhưng mà bay cũng bỏ ra vài ngày để mà chỉ dẫn nó, để nó đỡ bỡ ngỡ. Má tính để Thiến Tư thay thế công việc bếp núc của con luôn hả? Còn hỏi nữa, bay phải nghỉ ngơi đi chứ, dành thời gian để chuẩn bị đám cưới. Dạ, má vậy sao? Thì con nghe vậy. Ừ. Lần này không được cãi tao nghe, cãi là tao đập cho què giò đó. Nè, cái đầu con dính vậy, để má gỡ cho. Má ngóng chờ hơn 10 năm nay rồi đó con. Thiệt tình, tụi bay cứ xìu xìu ẩn ẩn, tao nói luôn cả hai đứa luôn đó. Bần chi không biết, nội năm nay phải có tin hỷ cho tao à. Dạ, con biết rồi. Đưa đây, má lạc phụ cho. Em nè, chỗ ở mới em có thích không? Ở tạm vài tháng thôi mà, vài tháng nữa là em ra trường rồi phải không? Ở chỗ đó thì thoải mái, nhưng mà ở chung đụng với hai ba người, anh sợ em không có quen. Anh Nam đừng có lo quá, hai ba chị em gái ở chung với nhau thì vui mà. Chỗ đó sạch sẽ, em chỉ cần có nhiêu đó thôi. Hai ba tháng nữa em ra trường là em về dưới luôn. Lúc đó em là đồng nghiệp của anh đó. Ừ, vậy em ráng lên ha. Anh về dưới, hãy rảnh anh lại lên thăm em. Chuyện ăn uống em cũng không phải lo, em cứ góp tiền ăn chung với chủ nhà để dành thời gian học bài với lại nghỉ ngơi, nghe chưa? Nhưng mà như vậy có phiền người ta quá không anh? Phiền cái chi mà phiền chứ, chủ nhà là người bà con với anh mà. Thôi, em về nghỉ ngơi đi, anh ra bến xe nha. Để em tiễn anh ra bến xe. Thôi mà, em về nghỉ ngơi đi. Đưa tiễn chi cho nó bình rịnh vậy. Anh về dưới 5 bữa 10 ngày là anh lại lên à. À, lần sau anh lên đây anh mang mận lên cho em ăn nha. Dạ. Anh đi nghe. Dạ. Đây là món bánh canh cá lóc, đặc sản quê mình. Chắc lâu lắm rồi anh chưa ăn lại đúng không? Món ruột của anh đó, em mới nấu hả? Anh ăn luôn đi cho nóng. Một lát nữa anh mới mang cùng với anh. Nè, hay là ngày mai anh đưa em đi lựa vải để mai đồ cưới nha. Dạ. Em thích màu gì? Anh định thích màu đỏ. Nếu như màu đỏ mà em đổi sang ren trắng, xinh lắm đó. Anh biểu sao thì em nghe vậy, không có ý kiến gì hết. Sao mà ngoan dữ vậy? Chỉ ngoan với một mình anh thôi.
nên chút nữa anh mới được gặp em. Có đổi ngàn giờ anh cũng sẽ không bao giờ đổi. Công lao của em rất lớn, đã không bỏ mặc má anh một mình trong lúc gia đình anh hoàn nạn khó khăn, mà một lòng hiếu thuận phụng dưỡng chăm lo cho má anh như vậy, anh cảm kích lắm. Em không nghĩ ngợi chi lớn lao cả, tất cả những việc em làm đều xuất phát từ trái tim, không so đo, không tính toán. Bởi vậy dù anh có ở phương trời xa xôi cách biệt, anh cũng nguyện một lòng chung thủy, chưa bao giờ anh lơ là một phút nào cả. Dương mang nặng gót phong trần, mặc ai tiếng giữa biên đời dèm pha. Nửa đời người lầm đường lạc lối, người về đâu sao lẽ bàng con yêu.